Gần trăm cây. trăm cây. Cái này mình bán giá làm sao nè? Cái này bán giá cũng như bông giấy hồi nãy là như lụa, thì từ 15 cây tới lên đó thì đến 20 cây thì bán giá 1,2 triệu, còn như bán xôi thì 1 triệu cây. Bán xô hàng triệu cây. Dạ. Thì lúc này thì nó hiện nguyên hình hết rồi cả nha, nụ nút nè. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn hoa giấy của anh Mức tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, để quay cho cô chú anh chị mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một lô bông giấy Tết ha. Thì cái này là đa phần cái hàng gọn gọn, hàng thương mại ha. Thì cái gốc thì cũng khá đẹp, tàn tua xum xê. Cái lô của mình thì lên bông rất là đạt nha cô chú anh chị. Thì nói nào ngay thì bông giấy năm nay thì cũng ít có cái vườn nào mà nó đạt bông như thế này lắm. Thì đây là một trong những khu vườn em thấy nó khá là đạt và cái giá cũng hợp lý nè. Rồi em chào anh nha. Thì hôm nay bên nhà vườn mình cái trạng này là mình bán với bà con nhiêu một cây ha anh Mất? Này nếu mà bán giá xô thì 1 triệu một cây, còn nếu mà lựa từ 20 cây thì giá 1,2 triệu. À, 1 triệu một cây ha. À, 20 cây thì 1,2 triệu một cây. Của mình lâu mình của mình là được bao nhiêu cây anh Mất? Này đến hết là Ấn Độ khoảng 50 cây, còn Thái khoảng 200 cây. Ôi ôi cái Ấn Độ nhìn sao nó đẹp quá chừng đẹp luôn đây. Cái này là Ấn Độ đây chứ ha anh? À, đúng rồi, đó là Ấn À, Độ. còn cái Còn này là coi như là ghép đủ màu hả? Này từ 3 màu đến 4 màu, Dạ gần dạ như Thái thì gốc thấy không Mỹ. ạ? À, anh ở đâu anh bước vô tới bên trong đó cho gần cả nhà biết cái phom vàng cỡ nào anh mất. Cái này cao cũng tầm khoảng mét mét hai chứ ha anh? Này khoảng 1,3 m đến 1,5 m. À, không mình tính từ cái miệng chậu rồi chắc À, cũng từ miếng cho mình tính từ đáy chậu lên luôn á. là cái phom tàn cả nhà mình thấy ha cũng cao to ha. Mày em nhớ hồi mấy năm trước em xuống dưới kia mua cái cây nhỏ nhỏ không mà cũng mấy triệu bạc một cây, mấy năm nay tính ra cái hàng nó nới chứ ha. Thì này cũng thích hợp cho bà con mình mua đi bán lại ha. Cái này thí dụ như vậy là mất cái có nhiều ví dụ cô chú anh chị mình thấy trên cái kênh em mà có cái nhu cầu mà mua một cặp về chơi đó mà người ta tới tại vườn mình có bán không? À, cũng bán luôn mà giao tới ngay chỗ xe xe vô thôi nha, chứ không có giao tới chỗ tại nhà. Dạ không thì đúng rồi, ví dụ như người ta có đi ngang đó, tại vì mình cái giấy này mình cũng đâu có ship được như những cái hàng mai vàng mà bó bông À, keo đúng được đâu. rồi. Vậy này ví dụ như mua một cặp thì giá nó khác ha, À, nếu mua giá nó cặp phải thì khác. giá khác. Cửa hàng anh làm đạt đều ghê luôn cả nhà, thấy mê thiệt chứ. Đây thì cô chú anh chị thấy nè, còn cái bên này tính cái này cái phơm cái tược nó ra dài hơn cái kia hả ta, lá nó rạo bự quá ha. Cái này đúng theo cũng tùy theo cái cây này nó đi đọt hơi nhiều, còn như mấy cái cây kia nó liền liền với nhau, nó lùng lùng, nó tàn, nó đẹp, còn như có một cây Dạ mà dạ đi đọt. coi như là nó đi đọt dài quá là nó không không được đạt không khoảng mặt, À. tại em không rành những cái mà coi như nó nhặt nhặt như thế này thì À. nó đẹp nè, mà công nhận cái loại nào nó đổi màu lên đẹp quá trời ta. Vậy em nhớ hồi năm rồi nè, mới năm rồi nè đi dưới chợ Mỏ Cày nè là ông chú đó ông vô cái hôm có chút xíu rồi nha là dặn bán giống á chứ mà có lên mấy cái bông gì là bán 400.000 cây trời, nó có tí tẹo vậy hả nha. Nay ghép đẹp quá trời, cô chú anh chị thấy mê chưa? Thì 1 triệu một cây xô nè, còn lấy từ 20 cây là giá 1,2 triệu đúng không À, đúng rồi, anh? giá Ừ. 20 cây lần triệu Thì hai. bên cạnh đó bên nhà vườn mình có cái một cặp phải không anh? À, có cặp này bên Cái giá khác phải cũng không? thạch, à, giá khác. Như cặp này mình bán nhiêu? Bên đây 1 cây với đằng kia 1 cây nha cô chú anh chị. À, cặp này để 5 triệu. À coi như là hai hai một 2,5 triệu một cây. Đây anh làm cái cây nó lên phải nói là nó đơm đều luôn nha cả nhà, mà cái này chưa đâu ha anh, nó còn Chưa, nó còn ra nữa, phản như phản mấy nó phản có lối một nào cái, là nó kín hết. cái này là khoảng nói chừng 24 25 là nó kín mít á, nó nở ra đều hết. Ồ, cũng làm đạt, cái này là đạt dữ lắm đạt nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào có xem trên cái kênh em thường á thì cũng có nắm không. Ừ, năm nay thì có những cái nhà vườn làm nó nở nó lên bông cũng sập sồi lắm. Em thì em không rành lắm nhưng mà cũng nhờ nhà vườn người ta có nói á. Này mỗi một cái loại vậy là ghép ra chắc cũng ít gì cũng phải 3 màu ha. À, đúng Thấy rồi, thấy phải trước mắt em. ba màu đến 4 màu. À cái như cái này để cây
Cái này là loại này anh có nắm là gì không? Cái này nói chung là ghép, mấy đứa cháu nó ghép thì mình thấy màu đẹp thì nó À, ghép phối vô là dạ dạ nó, chứ mình không có gành gì dạ bông không ấy. chăm thôi ha, còn cái màu thì tại giờ nó nhiều màu quá, nhiều cái loại quá, quá trời màu luôn nè. Cái này cái da hồng hồng nè, ôi thôi đẹp quá chừng đẹp. Đây quay cho cô chú chị xem nha, mà cái giá này thì so ra hôm đó nay quay thì thấy nó là rất là hợp lý nha cô chú anh chị. Hôm rồi em quay những cái nhà vườn kia thì cái giá thì nhích hơn chút đỉnh, thì cô chú anh chị mình thấy có mua được thì ủng hộ nhà vườn ha. Thì đây ảnh ở cũng trong trẻo, không có phải nằm ngoài lộ nên cũng không có lái đồ gì về nhiều, thì cũng có nhờ em để giới thiệu tới bà con mình ha. Làm đẹp mê ly luôn kìa. Thì tí nữa thì bên cạnh đó nhà vườn mình có mai vàng nữa nha cô chú anh chị. Em thấy ông giấy thì em ghiền quá thì em quay hơi lâu chút xíu. Đây vàng gốc nè, thì cũng này cũng nói thêm cho cô chú anh chị nào không 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 rành ấy, thì cái này đa số là cái gốc cái bông giấy Mỹ ha. Bông giấy Mỹ thì mình ghép ghép đủ màu vô, thì trên thị trường thì cô chú anh chị mình cũng thấy có nhiều cái nguồn hàng như thế này ở tỉnh khác ta làm, nhưng mà coi như là để mà cái phơm đồ lên màu này lên bông này nọ thì không bao giờ bằng ở Bến Tre em đâu. Những tỉnh khác thì làm rất là nhiều, thậm chí có nhập về hàng làm quanh năm luôn á, coi như là hàng làm quanh năm luôn, nhưng mà để phơm màu đồ thì nó lên bông không bằng nói đâu, nó làm đạt thiệt rồi. À quên nữa, anh Tết anh có bán chợ nào sẵn, giới thiệu bà con nào có gần đó người ta gọi ra mua ủng hộ luôn. Tết này bán chợ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, ở chợ ông Đồn. Chợ ông Đồn ha. Dạ, có số lô không anh, có nhớ không số lô, có lô chưa? Chưa chưa bốc lô, Ở như gì mình đăng rồi nhưng mà chưa bốc lô, giao tiền rồi mà chưa bốc lô. trễ dữ vậy hả? Nó ngoại tới 10 tây nó mới cho bốc lô. Rồi thì cả nhà mình lên thấy cái vườn bông giấy mà đẹp rực rỡ vậy thì của ảnh chứ cũng không có ai. Rồi thì bên cạnh đó nhà vườn mình cũng có cái lô mai Tết nha. Thì cái này nhà vườn mình có tầm khoảng trên dưới 100 cây ha. Hơn trăm cây, 100 cây, cái này mình bán giá làm sao nè? cái này bán giá cũng như bông giấy hồi nãy là như lụa thì từ 15 cây tới lên đó thì đến 20 cây thì bán giá 1,2 triệu, còn như bán xôi thì 1 triệu cây. Bán xô hàng triệu cây. Dạ. Thì lúc này thì nó hiện nguyên hình hết rồi cả nha. Nụ nút nè, coi nụ nó lên nụ nhìn nó đã đời chưa, nụ to rất là đẹp. Cái này xuống lá cũng mấy ngày ha. Xuống lá hôm bữa gầm mình nè. Dạ. Đây cô chú anh chị coi nụ nút đã đời chưa, khá là ok luôn ha. Thì ở nhà vườn mình là vừa có mai nè, vừa có bông giấy, thì cô chú anh chị mình có cái hướng mà mình đi chợ vắng Tết mình kiếm thêm thu nhập những ngày Tết đó, thì mình về vườn của anh mất mình mua hai loại luôn ha, để đi. Đây nụ nút nè, lúc này thì đa phần nụ nút nó lên ngon lành hết rồi, chỉ chờ mình đem về mình tới ngày thì nó bung bông lên thôi. Ôi bên này có cái cây nó lên cái bông quá trời, cái bông nè, lô này bông đẹp nha cô chú anh chị, bông tuyệt vời ha. Ôi rồi cái bông to, đi đi bán Tết mà mấy cầm mấy cái lô mà bông bự về đi nó tự tin ha. Còn bán là mua ngay cái lô ở nhà vườn mà bông nhỏ cô chú anh chị, cái tới mấy ngày cuối hồi họp sợ người ta mua xong người ta đem ra người ta bán vốn. Tại em ngồi chợ cũng nay cũng 10 năm rồi, cũng biết nhiều khi mình mua hên xui mình đâu biết, nhà vườn mình đâu biết. Đây đa phần là mua cái mai ở Bình Lợi hoặc là Long An về mình thần chậu lại. Đây nụ nút thì ngon lành ha, lô này nụ nút cũng khá là đạt. Năm nay có lẽ là do cái thời tiết nó cũng khá là thuận để nó lên bông quá, nên em thấy đa phần thì những nhà vườn ta nuôi cũng khá là đạt ha. Cả nhà xem nào, quá trời đâu. Thì hứa hẹn năm nay sẽ là một cái mùa được mùa ha.
có những cái cây á cả nhà, nó cái cành nó ngắn ngắn thôi mà nó lại nụ, nó đeo nó quá trời luôn. Cái cây mà nó tốt quá vậy chứ nụ không giữ, những cái cây nó cùi 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 mà nụ kinh khủng luôn. Thì cái lô này thì em xin nhắc lại là nhà vườn mình có khoảng 100 cây ha. Ví dụ cô chú anh chị mình mua lựa thì giá 1 triệu 2 cây, còn mua lấy xô thì giá 1 triệu 1 cây, thì giá cũng vừa, cũng dễ chịu ha. Có điều cái thì chỗ anh mất quay hơi trễ, tại con nói chung anh cũng mới biết em đây ha, quay hơi trễ. Những cái cô chú anh chị mà ở ngoài Bắc á, mình đi ngoài Bắc á thì lúc này thì không còn mua được nữa, tại vì nó trễ so với ngoài Bắc. Giờ chủ yếu trong Nam, cô chú anh chị nào mà coi chưa có mua á, thì dù mình chưa có hàng á, thì tới ủng hộ nhà vườn ha, thì vừa có bông giấy vừa có mai vàng luôn, rất là tiện. Về mình lấy nửa xe bông giấy nửa xe mai vàng lên bán là vừa. Nụ nút đeo quá trời. Cái cây mai của mình đó cả nhà, khi mà một cái nụ vậy cả nhà mình thấy một cái nụ vậy thôi, nhưng mà khi mà nó lên bông đó, thì một cái nụ nó sẽ lên từ 5 tới 7 bông. Đôi khi những cái nụ mà nó cái, những cái cây mà nó đủ sức nó lên 9 10 bông luôn, nên cả nhà mình thấy bao nhiêu nụ đây là nó sẽ nhân gấp từ 5 tới 7 lần cái lượng lượng bông ha, nên nó lên một cái là nó kín cây luôn, cực kỳ đẹp luôn ha. Cái cây này là nụ đen hết luôn. Ừ, nụ cái này cũng đạt quá nè, nụ quá trời luôn. Những cái hàng này thì nó gọn gọn, cô chú anh chị mình đi một xe thì đi được nhiều cây nè. Năm nay á, rõ ràng là tình hình kinh tế chưa biết làm sao, nhưng mà bà con thương lái thì đánh những cái mặt hàng đa phần cỡ này đổ lại không à, chứ ít có đánh những hàng lớn tiền, 100 triệu 1 triệu mấy đổ lại ha, 800 900. Nhưng mà em thấy hôm đó này em bán, khi mà bán về cho cái người chơi, người ta những cái hàng lớn tiền người ta vẫn mua nha cô chú anh chị, nên mình cứ an tâm, mình cứ mua đại bán đại đi chứ có gì đâu. Rồi thì để em qua quay sơ lại vườn bông giấy, tại bông giấy nó nhiều hơn mai. Thì cả nhà mình thấy thì cái mẫu nó có nhiêu đây thôi. Giờ cái mai của mình nó lặt lá ra hết trơn, thì cứ bên này là nhìn thấu qua bên kia thôi. Còn như mà lúc mà chưa lặt lá thì phải đi từ cây cho cả nhà mình xem ha. Hôm qua khu bông giấy trở lại một cái rồi kết thúc clip cho rồi thì em quay trở lại khu bông giấy ha. Bên này cũng là một khu nãy em chưa có đi tới nè, mà rõ ràng cả nhà mình thấy nó nở cực kỳ đạt luôn, nó làm bên nhà vườn mình làm bông phải nói là nó lên đạt dữ dằn luôn cả nhà, tuyệt đẹp luôn. Mà cái lá cả nhà, cái lá bên nhà vườn mình còn rất là kẹo nha, có những nhà vườn bây giờ nó thưa nó sơ sát thấy rầu lắm. Cả nhà mình coi nó vừa lá rồi vừa bông nó lên cái nữa là nó kín cây gì luôn nè, nhìn nó như một cái mâm xôi luôn hết nha, tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Em gì chứ mà đi quay bông giấy làm khoái dữ lắm, nó đẹp. Thêm cái nữa vườn bông giấy người ta nó sạch sẽ hơn cái vườn mai vàng, mai vàng đi lội tới đầu gối không. Hai trăm cây nha cô chú anh chị, với 200 cây thì 1 triệu 1 cây giá xô, và 1 triệu 2 giá lựa ha. Thì cái giá này thiệt ra mà nói chứ cái này mà mình ở gần gần mua bảy vài cặp về chân chơi cũng xứng đáng đồng tiền mắc gạo nữa, làm đẹp quá. Hết hồng đẹp chứ, tự là anh mới vô đây mới thấy à, không, hết hồng đẹp luôn hả chú? Hết hồng Hết thôi nhưng vậy. quá trời đẹp, tuyệt vời. Thì em xin nhắc lại cái địa chỉ của nhà vườn mình là tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện Chợ Lách, tỉnh huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cả nhà. Thì nhà vườn mình á, là gồm có những cái mặt hàng là mai vàng với lại bông giấy. Giấy đây thì bông giấy với mai vàng cũng cùng cỡ giá ha, giá sô là 1 triệu, còn lựa là 1 triệu 2. Thì giá tất cả các giá đều tại vườn nha cả nhà. Ví dụ như cô chú anh chị mình mua được thì nhà vườn sẽ đưa ra xe cho chúng ta, chứ không có ship lẻ đồ này nọ. Có những cái hàng giấy Ấn Độ rất là đẹp, mềm quá mềm.
Rồi thì thôi chắc em cũng xin kết thúc cái clip tại đây. Cái mặt hàng nó cũng na ná nhau thôi. Góc thì phải nói là rất là đẹp, không có góc nào xấu hết ha. Thì cái số lượng mà bông giấy vườn mình 200 cây, mai 100 cây. Thì cái giá cả nãy giờ em có phổ biến cô chú anh chị mình rồi đó. Thì ví dụ như thấy có mua ủng hộ được nhà vườn thì ủng hộ như người nhà vườn ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.